Nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông xem nhiều video mới nhé. Hello, em Trần Auto xin gửi lời chào đến bà con nha. Lincoln Tre sắp xong rồi nè bà con ạ. Anh chị nào đam mê về mẫu Lincoln Tre hàng nhập khẩu Hàn Quốc nè, alo cho em. Dòng này là 4 thắng đĩa nha, túi khí ABS, đầy đủ tính năng, ghế chỉnh điện luôn. Nè, đang dọn nội thất là xong rồi bà con. Đâu đó Trần Anh dọn xong rồi Trần Anh bán nằm tầm mấy chục triệu quay đầu thôi nha. Để cô chú anh chị có một chiếc chất xe mà che nắng che mưa. Nè, nước sơn đẹp không? Xe này không có sơn rin đâu nha. Trần Anh cho sơn lại hết rồi. Nè, rất là nhiều của chú anh chị hỏi Trần Anh Lincoln Tre nè. Lincoln Tre Hàn Quốc là form dáng đẹp chưa? Con này chắc dọn xong nằm tầm 80 quay đầu thôi. Đó. Nè, dòng này là có ghế chính điện nè, đang hoạt động nè. Đó, chị thấy ghế chính điện không? Ghế chính điện đang hoạt động đầy đủ cái tính năng trên chiếc xe rồi. Cục máy đẹp lắm. Xe đang dọn nha bà con. Cục máy cực đẹp luôn. Con này chắc chưa mai xong. Lincoln Tre. Nè, hỗ trợ cho em nó 2 tia nhúng thủy lực nè. Đã nảy kích nhiệt green chưa? Nè, keo chỉ là được cái đẹp nha. Nè, ABS nè. Đó, có ABS, máy 2 chấm. Dòng này dòng nhập khẩu là máy 2.0 anh chị nha. Máy crew nè. Máy 2.0. Đó là ổ ga FI hết toàn bộ. Dàn trước của em nó là không dưới đâm pa. Anh chị có nước sơn, sơn bên Trần Anh sơn lại nước sơn đẹp lắm. Em còn nhiều xe lắm. Đó, bà con đam mê về mẫu này alo cho em. Em vừa về một mẫu Sorento nè, máy dầu nha. Đây nè. Chức năng thì bạc ngàn kia Sorento máy dầu. Con này chạy tiết kiệm dầu cực kỳ luôn. Đang cho dọn hết nha cô chú anh chị. Form dáng của em Sorento 27 nè, Sorento nha. Đẹp chưa? Nội thất ở trong đẹp. Sơn si đẹp nè. Cửa sổ nè, cửa sổ plasma toàn cảnh luôn. Tapi cửa đẹp nè. Anh chị. Đó, mẫu xe Sorento. Số tự động nè. Vô lăng tích hợp, màn hình theo xe đầy đủ. Không nhiều người chơi lắm, con này trang bị 8 túi khí luôn. 8 túi khí trên chiếc xe nha. Dọn xong cho anh báo giá. Nha. Bên đây vừa về em con Kia Vết Tre. Kia Vết Tre nè. Con này như là 203 86A 15325 nha. Đó, mẫu xe Kia Vết Tre cũng vừa về. Nè, anh chị thấy đẹp không? Mở cái nội thất ra là ghiền chảy chảy nước luôn, chảy nước luôn rồi. Đó, anh chị thấy không? Từ vô lăng nè, đẹp như thế này, cũ số rồi. Ốp chợ gỗ hết toàn bộ rồi. Màn hình camera gear đầy đủ tính năng. Xe gia đình đang sử dụng luôn á. Đó, phong dáng em Kia Vết Tre. Dòng này thì máy 1.5 nha. Đó, mức độ tiêu hao nhiên liệu của em này thì cực kỳ ít rồi, 7 lít trên 100 km, phần tấp bi nè. Sạch sẽ như thế này. Đẹp không? Này lên mâm đúc hết toàn bộ nha cô chú anh chị. Đang để đây cho dọn luôn nha. Dọn xong rồi chúng anh đăng clip công khai cho. Cực kỳ là chuẩn nha. Đấy. À. Toàn bộ bên công nghệ 4.0 xe dựng toàn bộ là của công ty hết nha. Rất là ít xe người ngoài tới. Đó, con dán con ghe bánh tre 203. Đam mê mẫu này thì alo cho Trần Anh. Trần Anh vừa về hơn một con Toyota Vios. Vios là máy 1.5 nha. Đang dọn nè, đang cho xịt gầm. Chuẩn chưa? Đó, Vios nha. Nội thất nè. Toyota Vios. Nồi đồng cối đá. Xe cua bắp. Che nắng chưa mưa ơi. Con này tích hợp đầy đủ rồi. Cương chỉnh điện rồi, vô lăng ba chấu rồi. Đầy đủ các kiểu rồi. Đẹp chưa? Form dáng nè. Nỉ non nguyên bản của sản xuất nha. Đang cho dọn cục máy làm cho anh chưa? Cục máy chưa dọn rồi, bây giờ Trần Anh cho bắt đầu cho dọn cục máy nè. Máy 1.5, con này 4 máy nha. 4 máy nè, dọn xong cho anh đăng clip cho. Đó, chuẩn không? Rồi.
Rồi em dọn đi. Đam mê mẫu này thì nồi đồng có đá. Alo cho em Toyota Vios nhé. Bên đây nữa là anh chị ạ. Cùng với Trần Anh tiếp tục nè. Những anh chị hỏi Trần Anh sẽ hết tiền ở Nubira nè. Nubira Trần Anh vừa tắm lại hết sơn xong. Anh chị thấy không? Sơn xây em tắm lại trắng trắng tinh luôn. Xe đừng hỏi Trần Anh có vết chảy hay không. Mới tắm lại xong. Tắm lại 8 triệu tiền sơn con xe này. Hai con đèn trước mới tinh. Đang để đây cho dọn luôn. Ok chưa? Form dáng đẹp nha. Cực kỳ là đẹp luôn. Thanh mảnh lắm, máy êm. À, 47A10542 nha. 47 lắc lắc. Nè anh chị, ghế ở trong nội thất hơi dơ. Con này trần nỉ nguyên bản rồi. Ghế trước, ghế trước rách rồi nè. Nè, đó bà con thấy không? Một cái mẫu xe cỏ mà về mà làm từng ly từng tí. Đến tay anh chị về anh chị không phải làm thì anh chị nghĩ đi có mệt không? Rất là mệt mỏi. Riêng mấy dòng cỏ này đau đầu luôn. Về là Trần Anh sẽ cho bọc lại ghế nè. Bọc lại cái ghế bên bên tài nè nha. Còn mọi thứ là ok nè. Màn hình camera đầy đủ tính năng ở chiếc xe rồi. Vừa dọn dẹp vừa bọc ghế vừa làm này làm kia tốn kém lắm, với lại đau đầu lắm. Nhưng mà phải lấy xe cỏ về đẹp và phục vụ cho bà con thôi. Đó, che nắng che mưa nha bà con. Nubira 2S, con này như đời Highland Bay này phải. Cái con mà Trần Anh đang Chevrolet đó, quên Genche nè. Genche 128 triệu nè. Bà con tìm đâu ra được chiếc xe Genche 128 triệu này. Nỉ non nguyên bản luôn. Đời 2008 nha. Đó, xe đầy đủ đồ chơi rồi, màn hình camera đầy đủ tính năng cho chiếc xe rồi nha. Nè bà con, đó là form dáng của Genche 2008 128 triệu. Đẻ chưa? Đẹp chưa? Màu bạc xe ngay chủ nha. 86 Văn Thiết, 4 quả vỏ mới tinh. Chủ nhà lên mâm hết toàn bộ cho em nó rồi. Đây anh chị, nó lên toàn bộ mâm hết cho em nó rồi. Nhiều xe lắm. Nội thất nè, tắp bi cửa nè, sáng tài không? Cực kỳ là sáng tài. Tám mươi ba không sáu ba tám bốn nè. Con này con sẽ bắt 2/10. Em này em 2/10 nha cô bà con. Đây anh chị nè, xe này đã lên mâm đúc hết toàn bộ rồi. Xanh cốm nha, nè lên mâm nè. Nó lên mâm hết toàn bộ, vốn vỏ mới lắm. À, dừng xe đây xíu về salon. Nè anh chị, đang để đây cho dọn luôn. Ghế full 5D hết toàn bộ rồi. Chevrolet Spark. Đó, giá rẻ thôi, mới vô chịu quay đầu nha. 890 quay đầu thoải mái. Nhiều xe chưa? Spark đời 2/10 nha. Đẹp chưa? Rất là nhiều xe nha bà con cô bác. Bên đây nè, cùng với Trần Anh trải nghiệm con cáp cho em đi lấy về nè. Con cáp này đích thân Trần Anh đi lấy về đó. Xe ngay 49 luôn, 07816 nha. Cáp đẹp. Em đã sản xuất năm 2008, máy xăng, máy 2.4 bản đủ luôn nha. Anh chị nè, nội thất nè, ghế là ghế da rin, ghế da rin nguyên bản của cáp nè. Hũ số nè, rin đét luôn, trang bị màn hình đầy đủ cái tính năng rồi. Tắp lô, tắp bi, cảm biến da phía sau nè. Xe này cũng một nhà đạo Phật nha. Toàn bộ là ghế da rin hết. Mẫu xe này 7 chỗ, form dáng đẹp nha. Keo chỉ rin, chức xương rin còn. Đây anh chị nè, đẹp chưa? Keo chỉ nè, lóc khóa cho em an toàn đầy đủ tính năng nè. Đây là phần ghế nè, ghế da là ghế da nguyên bản nha. Nè, là ghế da anh chị thấy đẹp không? Đó, nhìn cực kỳ là chắc chắn luôn. Phần tay gối phía sau nè, ghế phía trong nè, đầy đủ cái tính năng cho khay học tì tay nè bà con. Nè, đó, chất nụi không? Xe đẹp lắm, nội thất nè. Ngay chủ ủy quyền nha bà con. Đó, phấn son 7 màu nè, anh chị có nách cửa nè. Có dấu hiệu xét rưỡi không? Bên Trần Anh không bán xe thì thôi, chứ bán những toàn những mẫu xe đẹp không à. Con này bô đôi nha. Nguyên bản của em là bô đôi hết toàn bộ nè. Captiva là một dòng xe khá là nổi tiếng của Mỹ luôn. Máy 2.4 bản đủ. Tắp bi nè, bốn cánh cửa nè. Xe không lỗi nha. Báo cho nhanh. Xe không lỗi, nách cửa từ trên xuống dưới nè.
đẹp như vậy. Hai bên chắc không? Đây bà con, phần tấp bi nè, keo chỉ riêng hết nè. Dòng này sẽ có ghế chỉnh điện, bộ ghế chỉnh điện đang hoạt động. Đây nè. Đó, chỉnh tay vai nè. Ok chưa? Đi đôi là vô lăng 4 chấu, không một dấu tích là phai mờ. Dòng này sẽ có gương từ cụp từ mở, gương chỉnh điện nha, chỉnh đèn sáng tối. Đầy đủ tính năng chưa? Đồng hồ là mới tinh luôn. Đó, đam mê về mẫu kép này thì alo cho em. Xe đẹp lắm. Khỏi coi phần gầm nha. Khỏi coi phần gầm nha anh chị, phần gầm cực đẹp luôn. Xe này chúng anh kiểm tra hết rồi. Đẹp rồi, hai cụm đèn trước nè. Mới tinh, rin là rin. Con này kết hợp xi nhan trên gương chiếu hậu, đăng kiểm tháng 11 năm 2021 nha. Đó, bà con nào đam mê về mẫu nào thì alo cho Trần Anh Ô Tô. Trần Anh với tổng giám đốc công ty ra đây để xem xe nè. Nhiều xe cho bà con, rất là nhiều xe, toàn bộ xe bên công ty hết á. Đây nè, tổng giám đốc nè. Đây, đây, đây. Anh ấy sợ Covid, anh ấy bịt khẩu trang. Anh ấy rất sợ chết, tại giờ giàu có rồi sợ chết. Anh ấy giàu có, anh ấy sợ chết kìa anh chị. Trần Anh nghèo rồi, em chơi tuốt, chả sợ chứ. Em ơi, em có sợ chết không? Không ạ. Chỉ những người có tiền người ta mới sợ chết thôi. Còn mình nghèo thì không sợ chết. Đó anh chị, đam mê mẫu nào alo cho Trần Anh Ô Tô nhé. Một lần nữa channel Trần Anh xin kết thúc tại nơi này. Em see you and goodbye.